Thưa quý vị và các bạn, đầu năm nhiều người Việt có thói quen là đi xem bói để biết vận hạn của năm. Tuy nhiên thì điểm mới so với trước đây là giờ đây thì người ta xem bói qua mạng xã hội, qua livestream. Chỉ cần gõ những từ khóa như là xem bói, xem bói online, xem tử vi thì hàng trăm trang quảng cáo xem bói được hiện ra và thu hút nhiều người. Trên thực tế thì không ít người vì tin lời phán của thầy bói, người thì hoang mang, lo lắng bất an, không an tâm, người phải mất tiền để làm các lễ dù đã nhiều lần cảnh báo và cũng đã có không ít các đối tượng buôn thần bán thánh bị cơ quan chức năng xử phạt, nhưng vẫn có nhiều người bị lợi dụng, niềm tin mù quáng để rồi tiền mất tật mang. Và để bàn luận về chủ đề này, ngay sau đây biên tập viên Duy Anh sẽ có cuộc trò chuyện với tiến sĩ Nguyễn Ngọc Mai là trưởng phòng nghiên cứu tín ngưỡng và tôn giáo truyền thống, Viện Nghiên cứu Tôn giáo. Và thưa quý vị, thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin chào buổi tối ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vâng đầu tiên xin được cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Ngọc Mai đã nhận lời mời tham gia chương trình ngày hôm nay cảm ơn biên tập viên vâng ạ nếu như trước đây thì nhu cầu người dân cần đi xem bói à, hay là gặp thầy để hỏi vận hạn thì phải đến trực tiếp thì giờ đây chỉ cần ở nhà lên mạng hoặc là à, gặp thầy có thể phán cho biết thì chị nghĩ sao về vấn đề này ạ cái chuyện mà xem bói gặp thầy online nó là chuyện dễ hiểu nó rất dễ xảy ra về khi mà người ta có thể là Thông qua cái nền tảng internet, ví dụ như Facebook, rồi thì Zalo, người ta có thể giao tiếp được với nhau một cách rất là bình thường, thì không hà cớ gì mà các thầy bói, thầy số không sử dụng cái nền tảng để hành nghề của mình. cho Nên cái chuyện mà có xem bói, xem tướng thông qua cái hệ thống online, tôi cho nó, nó là tất yếu thôi. Trước đây thì khi xem bói thì có nhiều người có ý kiến cho rằng là, là xem cho vui thế thôi, nhưng có vẻ tác động bởi những lời phán của các thầy giờ đây rất mãnh liệt bởi thực tế là nhiều người tin mù quáng, gây nên là tiền mất tật mang. Chị có thể uh, lý giải vì sao con người ngày càng tin vào bói toán đến như vậy ạ? Khi con người ta khủng hoảng trong xã hội, uh, trong cuộc sống của mình, ví dụ khủng hoảng về tâm lý, khủng hoảng về các quan hệ trong gia đình hay các quan hệ xã hội, hoặc là có rất nhiều những cái rủi ro mang lại mà người ta không tự lý giải được và người ta không hiểu được nguồn cơn hoặc thậm chí là ngay chính cái cái bản lĩnh của mỗi một con người cũng không đủ để trèo chống vượt qua những cú sốc về tâm lý ấy. thì họ họ hay tìm đến những người uh, uh, tư vấn để chỉ dẫn nhưng mà khi một người có lý trí hoặc là theo một cái thói quen khoa học ấy, thì họ thường tìm đến những cái bác sĩ tâm lý để tư vấn cho mình nhưng mà người Việt Nam thì chưa có thói quen là đến gặp bác sĩ tâm lý mà lại quen với cái việc truyền thống với cái việc là cứ gặp khủng hoảng trong đời sống cá nhân thì tìm đến thầy đồng và thầy bói là một cái thói quen của người Việt vậy. và thay đổi một thói quen không hề dễ và cái việc này không phải bây giờ mới có trước đây cũng đã có và cũng có rất nhiều nhưng mà vì là chúng ta không có Facebook vậy. chúng ta không có Zalo cho nên là chỉ có người nọ xem rồi về truyền tai người kia thôi và cái tác dụng của truyền tai nó cũng kinh khủng lắm đấy không phải không đâu thế nhưng mà bây giờ thì chúng ta có Facebook có internet nên là chúng ta cảm thấy nó nó nhiều hơn và nó cận phát kề thiện, hơn thôi nó phát triển hơn thôi vâng và để đánh vào tâm lý và cũng như là để lấy niềm tin thì người dân dễ bị lợi dụng nhất ở những chiêu trò như thế nào ạ à, cái việc mà dễ lợi dụng nhất người dân tức là họ có những cái động tác thăm dò về mặt tâm lý họ có những thăm dò về mặt tâm lý hoặc họ quan sát họ quan sát cái thái độ của cái người đến xem đấy là một cái thứ nhất cái thứ hai nữa là nhiều khi nhiều khi ngày xưa thì hay có những cái trường hợp ví dụ như tôi đã trà trộn vào những cái đoàn đi xem bói xem tướng thế thì tôi được biết rằng là có những cái chim mồi họ trà trộn vào trong cái đám đông ấy, hỏi chuyện thì mình vô tình thì mình nói ra quê quán hoặc là bố mẹ hay nghề nghiệp gì đó. Thế là vào họ chỉ cần một hai câu là 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 chúng ta đã đã thấy bái phục ngay lập tức, đã thấy đúng ngay lập tức và khi chúng ta cái tâm lý chúng ta đã thấy đúng ngay từ ban đầu thì những cái câu sau có thể nó chỉ hơi đúng hoặc là gần đúng thôi. Thì chúng ta lại có thể là À, là vận vào với mình nói chung là những người mà đã xem bói xem đoán ấy là những người rất là hoạt ngôn họ họ biết được đối phương đang suy nghĩ gì họ biết một phần nào đó và họ điều chỉnh cái thông tin mà họ sẽ đưa ra để để làm sao cho nó đi đến được tiếp được đối phương tiếp cận một cách nhiều nhất à, có những lần mà tôi được biết là một cái bà đồng bà ngồi bà hát bằng thơ tới hàng tiếng rưỡi đồng hồ trong một cái cặp vợ chồng ở một cái điện tư gia bà ấy cũng xem bà cũng phán những điều này điều kia làm cho vợ chồng nhà này rất là sùng bái bà để rồi đến nỗi mà uh, nộp ra cho bà ấy uh, 42 triệu tôi nhớ chính xác cái lần nên là 42 triệu để bà ấy làm cái lễ giải cho. Thế nhưng mà một tuần hai tuần sau tôi đến thì đã thấy cái chủ điện đấy nói với tôi rằng là cái uh, cô đồng mà tên là Trang ấy là đã ôm 40 hơn 40 triệu chạy mất rồi còn hai vợ chồng nhà kia thì tiền mất tật mang trường vâng. <laughs> hợp như thế đúng là tiền mất tật mang và <laughs> những trường hợp này là khá nhiều chứ không phải không đâu bởi vì thông thường ấy là những cái thầy bói thầy đoán xem ấy, thì thường hay hay lẫn là hay họ hay đồng thời là những thầy vâng. đồng thế thì khi mà bói đoán cho cái người xem của mình xong hay tư vấn thêm là muốn thế thì ví dụ năm nay phải giải hạn này giải hạn kia vân vân phải làm cái lễ này lễ di cung bán số hay là lễ này lễ kia để tạ rồi để vân vân thế là họ cũng đứng ra trực tiếp và để làm những cái lễ đó cho những cái người đó và những người mà nhẹ dạ cả tin thì khi mà một hai cái điểm mà đúng hay thì rất dễ là 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 nghe theo tôi cũng đã có lần phỏng vấn một chị là giám đốc doanh nghiệp và cũng nghe thầy đồng thầy bói đoán thế nào đó để rồi phải cho con gái ra trình đồng Thế rồi tiếp tục chị trình đồng một cái ca trình đồng của chị lên tới 180 triệu. Thế nên là chị bảo tôi là chị mới đến hỏi tôi là cái nhiều tiền như thế thì có nên làm không? Thế tôi mới hỏi thế mục đích làm để làm gì? Thì chị bảo là làm để 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 thấy cho nó an tâm. Thế thì tôi bảo an tâm thì có rất nhiều cách, không cứ gì là phải làm một cái lễ như thế để tự mất tới 180 triệu. Và quả nhiên sau này sau mấy năm sau tôi gặp lại thì chị nói rằng là chị cũng theo cái tư vấn của tôi nên là nó không ra làm cái lễ đó à. đấy nói như thế để thấy rằng là cái nguồn cơn của cái việc đi xem bói nó bắt đầu từ một cái là cuộc sống bất an người ta cũng thấy có những cái bất an trong chính cái đời sống cá nhân của mình và trong đời sống gia đình cũng như đời sống công việc và đời sống xã hội và có thể nói một cách ngắn gọn rằng đều bắt đầu từ bất an và đổ vỡ niềm tin vâng. nên họ đi tìm một cái chỗ dựa khác và không chỉ tốn về công sức này tiền bạc vài triệu vài chục triệu cho đến vài trăm triệu với mục đích là giải hạn khai mở tài lộc những chuyện như vậy thì thực hư ra sao ạ? À, cho đến nay thì có thể khẳng định ngay rằng trong cái giới nghiên cứu của chúng tôi cũng chưa được một công trình một cái dự án nào để đầu tư cho chúng tôi nghiên cứu cái xác suất của những cái lần đi xem như thế. Tuy nhiên thì cái quan sát cá nhân cũng cho thấy rằng là đa số những người đi xem ấy thì những người đi xem về tò mò thì thường đi xem về là họ quên luôn. Nhưng khi mà những cái người mà xuất phát từ cái động cơ như nói tôi nói là sự khủng hoảng của bản thân ấy thì thường khi đi xem họ mất cái lý trí và khi mất cái lý trí thì không còn cái khả năng phân tích những cái thông tin mình đó nhận được từ các cái thầy thầy bói thầy tướng. Thế thì rất dễ là dẫn đến cái việc là bị dẫn dắt. Mà tôi cũng phải khẳng định ngay rằng các thầy tướng thầy số hoặc thầy bói này họ cũng nhìn mặt và bắt hình xong đấy. Họ cũng phải xem người nào họ dẫn dắt được tiếp và người nào không dẫn dắt được tiếp cũng phải là không đâu. Nếu tôi đã có một lần mà đi theo một cái đoàn để đến xem bói ở một cái điện tư nhân nói rằng là thầy đồng này xem tốt lắm. Và tôi cũng không xưng danh tôi và tôi cũng không nói rõ ra nhưng mà tôi thấy rất lạ là cứ đến cái bó bài tây mà cứ đến cái bộ bài của tôi là vị gạt ra. Ừ. À, cứ đến bài của tôi là vị gạt ra và tôi đợi suốt cả buổi sáng như thế không được cuối cùng vị đến lượt bài của tôi thì vị lại hoạn lại ở đến chiều. Thế chiều tôi lại xếp bài vào thì cuối cùng là vì lại gạt ra đến bài của tôi vì bảo vì dừng vì đi làm lễ đấy tức là họ cũng có những cái linh cảm về một đối tượng nào đó khi mà chúng ta họ quan sát những người xung quanh mà họ thấy chúng ta trên 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 gương mặt chúng ta không thể hiện thái độ là, là, họ khó khai thác được thông tin từ cho con người ta là họ cũng tránh những cái người đó mà nói một cái câu khác tức là họ khi họ không tìm được cách để để moi thông tin từ phía đối tượng họ tránh và những đối tượng đấy vậy họ cũng họ cũng ngại là họ sẽ phải lộ cái chân tướng của mình ra cho nên là phải nói rằng là những cái đội ngũ mà xem bói toán họ cũng khá là khôn khéo đúng không? Vâng rõ ràng là cái hiện tượng mê tín dị đoan vẫn đang ngày càng nở rộ và phạm vi ảnh hưởng đến cuộc sống ngày càng lớn ạ. Vậy thì chị à, có một lời khuyên gì với mọi người ạ? Ờ, nói khuyên thì không hẳn nhưng mà tôi thì tôi nghĩ như thế này cả cuộc đời uh, tôi cho đến nay uh, tôi cũng chưa bao giờ đi xem và tôi cũng chẳng làm lễ cầu an hay giải hạn bao giờ cuộc sống của tôi vẫn bình thường. Thế tôi có thể lấy chính bản thân mình để để nói cho mọi người thấy rằng là như thế. Thế thì cái việc mà việc này tôi nghĩ rằng là mọi người nên nên học cái cách uh, đối mặt với cuộc sống. Nếu mà gặp khó khăn nào đó ta tìm hiểu nó và ta vượt qua những cái khó khăn gặp những cái vấn đề gì trong cuộc sống ta đừng nên tránh nó và nên đối mặt với nó và tìm cách tháo gỡ và vượt qua nó chứ không phải là cứ nhờ đến thầy tướng thầy số để làm lễ nọ lễ kia mà tránh được không hề tránh được đâu đấy là cái thứ nhất cái thứ hai nữa là một người thông thái sáng suốt nên nên thay vì cái việc đi xem bói xem tướng thì thay vì cái việc đó nên chăm chỉ đọc sách hơn tìm những cái trong nhà nên có một cái tủ sách để cần thiết đó là cái người thầy của mình và chính trong sách vở để cho chúng ta những cái tri thức cho chúng ta những tri thức để chúng ta đến một ngày nào đó chúng ta sẽ tự lý giải được những cái nguồn cơn sự đổ vỡ trong mình hay là những cái thất bại từ do đâu hoặc là chúng ta trang bị thêm cho mình những cái kiến thức và những cái kỹ năng sống đặc biệt là các cái kỹ năng sống để 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 mình tự cái làm chủ cái cuộc sống của mình mà vượt qua được những cái vấn đề trong cuộc đời chúng ta gặp phải bởi vì ai trong cuộc đời cũng sẽ gặp phải những vấn đề chứ không phải không. Vâng, ạ. một lần nữa xin được cảm ơn tiến ừ. sĩ Nguyễn Ngọc Mai đã nhận lời mời đồng hành cùng chương trình ngày hôm nay. Ừ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.